Hôm nay mình sẽ quay cho các bạn một cái bơi cây hoa hồng rất là to. Anh chị ở đây rất là vui, anh chị đang làm về cửa nhôm thép nhưng mà anh chị bảo là anh ngồi ở đây ấy mỏi mồm phết. Bao nhiêu người đi qua người nào cũng hỏi là cây hoa hồng gì. Thực ra là ở đây là cũng không biết là cây hoa hồng gì ạ. Các bạn biết là cây hoa hồng này là hoa hồng gì thì vui lòng comment ở phía dưới giúp cho mình với nhá. Mình sẽ quay, đây là cái nhị của nó này. Đó, quả bông hoa to không ạ? Có, có thể để máy trong đây được. Mà rất khoai hoa luôn. Đẹp quá. Trời ơi, đẹp mất ngay luôn ạ. Đẹp quá. Bạn nào biết cái cây hoa hồng này là hoa hồng gì thì vui lòng comment ở